Ngày tốt tháng 5 năm 2022 dương lịch, nhằm tháng 4 năm 2022 âm lịch. Quảng Tòng xin kính chào quý anh chị em. Từ sau đây Quảng Tòng xin được mời quý anh chị em cùng tham gia khảo sát những ngày tốt của tháng 5 dương lịch nhằm vào tháng 4 âm lịch, để chúng ta có thể tuyển chọn ra những cái ngày tốt để chúng ta có thể khai trương, mở hàng, mua xe, nhập trạch, ký kết hợp đồng và những cái công việc quan trọng trong cuộc sống. Thì sau đây Quảng Tòng xin được mời quý anh chị em cùng tham gia khảo sát với Quảng Tòng. Thì Quảng Tòng đã chuẩn bị sẵn một cái form, trong đó thì gồm có ngày dương lịch, ngày âm lịch, can chi của ngày, ngày đó là ngày tốt và tuổi nên tránh, còn những ngày xấu thì chúng ta sẽ cùng nhau bỏ qua. Sau đây thì Quảng Tòng xin được mời quý anh chị em cùng tham gia khảo sát vào những ngày tốt của tháng 5 năm 2022 dương lịch nhằm vào tháng 4 âm lịch. Trước tiên là chúng ta sẽ có ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch, tức là ngày mùng 1 tháng 5 dương lịch. Ngày này là ngày Giáp Dần. Ngày trực khai là một ngày rất tốt cho những cái vấn đề mà khai trương, khai mở, làm những cái công việc quan trọng trong cái cuộc sống. Do đó đây là một ngày tốt. Tuy nhiên ngày Giáp Dần thì tuổi Thân bị xung, cho nên tuổi Thân không có dùng được ngày hôm nay. Những anh chị em tuổi Thân thì chúng ta sẽ lưu ý chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 2. Ngày mùng 2 là ngày Ất Mão, nhằm ngày trực bế, là những cái ngày này là chỉ là ngày để mang chúng ta có thể đóng lại, rồi lấp rảnh, rồi đóng cửa, hoặc là làm những cái việc mà mang tính chất là kết thúc và đóng lại. Cho nên ngày này cũng không phải là một ngày tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày Ba Tây, là nhằm ngày mùng 3 âm lịch, là ngày Bính Thìn. Ngày hôm nay, ngày Ba Tây lại là ngày trực kiến, cũng là một ngày không có tốt, không có phù hợp cho chúng ta cái việc mà khai trương, mua xe hoặc là làm những cái công việc quan trọng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày Bốn Tây, tức là ngày mùng 4, là nhằm ngày Đinh Tỵ. Ngày Đinh Tỵ là một ngày trực trừ. Trực trừ tức là nó cắt bỏ, trừ bỏ. Tuy nhiên đây lại là một cái ngày tốt cho chúng ta vận dụng những công việc quan trọng trong cuộc sống. Ngày Đinh Tỵ là ngày trực trừ, là một ngày tốt để... Tuy nhiên ngày Tỵ thì tuổi Hợi bị xung và tuổi Thân thì bị hình. Trong cái tam hình là Dần Tỵ Thân, thì tuổi Tỵ hình tuổi Thân, cho nên tuổi Hợi và tuổi Thân là không có dùng được ngày hôm nay. Cho nên những anh chị em tuổi Hợi và tuổi Thân thì chúng ta nên lưu ý chọn ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 5. Qua ngày mùng 5 tháng 5 dương lịch, cũng là nhằm ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch, là chúng ta cũng là một ngày trực trừ, cũng là một ngày rất là tốt. Ngày Mậu Ngọ cũng là một ngày tốt. Tuy nhiên tuổi Ngọ thì tuổi Tý bị xung và tuổi Ngọ bị hình, cho nên tuổi Tý và tuổi Ngọ không dùng được ngày hôm nay. Tại sao ngày mùng 4 đã là trực trừ mà ngày mùng 5 cũng là ngày trực trừ? Thì kính thưa quý anh chị em, là do đây là do cái chuyển của tiết khí, thay đổi tiết khí là qua một cái tháng mới. Tức là nếu như xét trong tử vi thì lập hạ là bắt đầu từ ngày mùng 5, cho nên ngày mùng 5 chúng ta sẽ bắt đầu là tính vào tháng 4 âm lịch, còn những ngày trước là vẫn còn là tháng 3 âm lịch. Như vậy thì khi mà chuyển tiết thì những cái ngày tốt này nó cũng sẽ thay đổi, cũng vận chuyển. Thì cái này trong cái những người có chuyên môn về làm về phong thủy thì sẽ tìm hiểu sâu hơn thì sẽ biết. Thì Quảng Tòng chỉ giới thiệu cho quý anh chị em biết là trong cái thời, tại sao là trong cái chuyển tiết khí mà nó có cái vấn đề là ngày mùng 4 cũng là trực trừ mà ngày mùng 5 cũng là trực trừ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 6. Ngày mùng 6 là ngày Kỷ Mùi, là ngày trực mãn. Ngày trực mãn là ngày phù hợp với những chuyện mà mãn tan, mà gọi là những cái việc mà hoàn công, hoàn thiện, hoàn thành, rồi là mãn, hoàn mãn. Như vậy thì chúng ta ngày hôm nay cũng là không phải là một ngày tốt để chúng ta có thể khai trương, mua xe, sửa nhà, nhập trạch, rồi ký kết hợp đồng và những công việc quan trọng trong cuộc sống.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 7 là ngày Canh Thân, là ngày trực bình. Ngày Canh Thân là ngày trực bình. Thì ngày Thân thì tuổi Dần bị xung. Và Dần tỵ Thân thì Thân hình Dần, cho nên tuổi Dần cũng là bị hình. Cho nên tuổi Dần là một tuổi rất xấu trong cái ngày hôm nay, không có nên dùng ngày hôm nay. Mặc dù ngày trực bình là một ngày rất tốt, mọi việc đều bình ổn, là một ngày rất tốt để chúng ta có thể làm những cái công việc quan trọng. Tuy nhiên tuổi Dần thì lại không dùng được ngày hôm nay. Anh chị em tuổi Dần thì chúng ta phải lưu ý nên dùng vào cái tuổi khác. Tiếp theo, sau ngày trực bình thì sẽ là ngày trực định, là ngày mùng 8, cũng là ngày Tân Dậu. Ngày Dậu thì chúng ta sẽ có là tuổi Mão bị xung và tuổi Dậu bị hình. Cho nên tuổi Mão và tuổi Dậu chúng ta không có sử dụng ngày hôm nay để cho những cái công việc quan trọng, mà chúng ta nên lựa chọn vào những ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày mùng 9. Ngày mùng 9 là ngày trực chấp, cũng là một ngày bình thường, chúng ta cũng không có dùng được ngày hôm nay. Tiếp theo là qua ngày mùng 10. Ngày mùng 10 thì quý anh chị em cũng lưu ý, ngày mùng 10 là ngày thần tài. Ngày này là ngày Quý Hợi, là ngày thần tài, thì chúng ta nên cúng thần tài. Còn ngày hôm nay lại là một ngày trực phá, sẽ phù hợp cho những việc phá dỡ, phá bỏ, rồi phá hủy, là ngày thần tài. Chúng ta nên cúng thần tài để cầu tài lộc, cầu cái tiền bạc đến với cái gia đình mình, đến với cái công ty của mình, cho mọi việc đều được thuận lợi, suôn sẻ. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua ngày 11, là ngày Giáp Tý, nhằm vào trực nguy. Trực nguy là một cái ngày xấu, cho nên ngày 11 thì chúng ta không dùng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 12 là ngày Ất Sửu. Ngày 12 Ất Sửu là ngày trực thành, là một ngày rất tốt. Mọi việc đều thành công, đều gọi là hoàn thành. Cho nên ngày hôm nay là ngày rất tốt để chúng ta có thể khai trương, mua xe, sửa nhà, nhập trạch, ký kết hợp đồng, hoặc là xuất hành, làm những công việc quan trọng trong cái cuộc sống. Ngày Sửu thì tuổi Mùi là bị xung và tuổi Tuất bị hình. Cho nên tuổi Mùi và tuổi Tuất thì chúng ta không dùng được ngày hôm nay, mà chúng ta nên lựa chọn những ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 13. Ngày 13 là ngày trực thu. Ngày 13 là ngày trực thu, sẽ tốt cho cái vấn đề gọi là thu hoạch, thu nợ, gọi là thu về. Cho nên ngày hôm nay, ngày 13 cũng không phải là cái ngày tốt để cho chúng ta có thể khai trương, mua xe và làm những công việc, khai mở những cái công việc quan trọng, mà là những cái công việc mang tính chất thu về, thu hoạch, thu vào, hoặc là thu hồi nợ, vân vân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 14 là ngày Đinh Mão. Ngày 14 là ngày Đinh Mão, là ngày trực khai. Ngày 14 Đinh Mão là ngày trực khai, là một ngày rất tốt cho những cái công việc mà mang tính chất khai mở, khai trương, rồi mua xe, sửa nhà, rồi nhập trạch, động thổ, vân vân. Tuy nhiên, ngày Mão thì tuổi Dậu bị xung và tuổi Tý bị hình, cho nên tuổi Dậu và tuổi Tý lại không dùng được ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 15. Ngày 15 là ngày trực bế. Ngày trực bế là cái ngày mà mang tính chất đóng lại, lắp lại, cho nên chúng ta không dùng được ngày hôm nay. Ngày 16 là ngày trực kiến, cũng là một ngày không có tốt, chúng ta nên lướt qua. Ngày 17 là ngày trực trừ, là ngày Canh Ngọ. Ngày 17 cũng là một cái ngày trực trừ, thì là cũng là một cái ngày gọi là khá tốt, ngày tốt lại hai. Nếu như trong tuần mà chúng ta không có việc cái gì mà gọi là quá quan trọng thì chúng ta có thể dùng được cái ngày hôm nay. Ngày Canh Ngọ thì tuổi Tý bị xung và tuổi Ngọ bị hình,
Cho nên tuổi Tý và tuổi Ngọ cũng không dùng được ngày hôm nay. Chúng ta nên lựa chọn ngày khác cho những cái công việc quan trọng của mình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 18. Ngày 18 là ngày trực mãn. Ngày trực mãn là những công việc mà mãn tan, hoàn mãn thì chúng ta mới dùng. Thì nó cũng không phải là một ngày tốt để cho chúng ta làm những công việc, ví dụ như khai trương, mua xe hoặc là nhập trạch rồi ký kết hợp đồng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 19. Ngày 19 là ngày trực bình, nhằm ngày nhâm thân. Ngày nhâm thân thì tuổi dần bị xung, và tuổi dần cũng là tuổi bị hình trong ngày hôm nay, cho nên tuổi dần chúng ta cần phải lưu ý, không dùng được ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 20. Ngày 20 là ngày Quý Dậu, là ngày trực định, tức là mọi việc đều tốt. Tuy nhiên, tuổi Dậu thì ngày Quý Dậu thì tuổi Mão bị xung và tuổi Dậu bị hình, cho nên tuổi Mão và tuổi Dậu thì chúng ta lại không dùng được ngày hôm nay, chúng ta nên lựa chọn ngày khác để dùng cho nó tốt hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 21. 21 là ngày trực chấp, là một ngày không có tốt. Ngày 22 là ngày Ất Mão, là nhằm vào trực phá, là mang tính chất mà phá bỏ, phá dỡ. Ví dụ như trước khi chúng ta xây nhà thì chúng ta chọn những ngày chúng ta cần phá bỏ nhà cũ, thì chúng ta chọn ngày hôm nay để chúng ta đập phá, phá bỏ đi. Cho nên ngày hôm nay cũng không phải là cái ngày tốt để cho chúng ta có thể khai trương, mua xe, rồi nhập trạch vân vân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 23. 23 là ngày trực nguy, cũng là một ngày không có tốt, cũng không có phù hợp cho những công việc quan trọng. Qua ngày 24. Ngày 24 tức là nhằm ngày trực thành, là ngày Đinh Sửu. Ngày Đinh Sửu là ngày trực thành, tuy là một ngày mọi việc đều thành công, đều hoàn thành, rất là tốt. Chúng cho chúng ta chọn những cái công việc quan trọng trong cuộc sống. Như vậy, ngày Sửu thì tuổi Mùi bị xung và tuổi Tuất bị hình, cho nên tuổi Mùi và tuổi Tuất thì chúng ta không dùng được ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 25. 25 là ngày trực thu. 25 là ngày trực thu thì phù hợp với những cái công việc mà thu hoạch, thu về, thu nợ, cho nên cũng không phải là một ngày tốt để chúng ta có thể khai trương, khai mở hoặc là nhập trạch những cái công việc quan trọng trong cuộc sống. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 26. Ngày 26 là ngày Kỷ Mão, là ngày trực khai, là một ngày rất tốt để chúng ta có thể khai trương, khai mở và mua xe. Tuy nhiên, ngày Mão thì tuổi Dậu bị xung và tuổi Tý bị hình, cho nên tuổi Dậu và tuổi Tý lại không dùng được ngày hôm nay. Cho nên quý anh chị em tuổi Dậu và tuổi Tý chúng ta nên lựa chọn ngày khác. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua ngày 27. 27 là ngày trực bế, ngày này là ngày mang tính chất là đóng lại, lấp lại thì không có tốt. Ngày 28 là ngày trực kiến, cũng là một ngày không có tốt. Ngày 29 là ngày trực trừ. Ngày 29 cũng là một ngày tốt loại 2, nếu như chúng ta mà trong tuần mà không có tuổi của chúng ta không hợp thì chúng ta có thể cân nhắc chọn ngày này. Ngày Nhâm Ngọ, thì tuổi Tý bị xung và tuổi Ngọ bị hình là không dùng được ngày hôm nay. Chúng ta nên cân nhắc chọn lấy ngày khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 30. Ngày 30 tháng 5 dương lịch là nhằm ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch. Nhằm ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch. Ngày hôm nay là ngày trực mãn, là một ngày không có tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua ngày 31. 31 tháng 5 dương lịch thì nhằm ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch. Ngày này là ngày trực bình, là một ngày rất tốt để cho chúng ta
làm những công việc quan trọng trong cuộc sống. Ngày này là ngày Giáp Thân. Như vậy thì tuổi Dần bị xung và bị hình, cho nên tuổi Dần không dùng được ngày hôm nay. Như vậy kính thưa quý anh chị em, thì Quản Tòng cùng với quý anh chị em đã tuyển chọn xong những cái ngày tốt của cái tháng 5 năm 2022 dương lịch nhằm vào tháng 4 Giáp Thìn âm lịch. Nếu quý anh chị em có điều gì thắc mắc thì xin vui lòng comment đặt câu hỏi và nhớ bấm đăng ký để theo dõi video mỗi ngày. Nếu quý anh chị em nào cái file những ngày tốt này thì Quản Tòng sẽ để trong phần mô tả, cho nên quý anh chị em có thể cân nhắc rồi copy trong cái phần mô tả của video để chúng ta lưu lại cho bản thân mình, để chúng ta làm những công việc quan trọng trong cuộc sống. Quản Tòng xin kính chào quý anh chị em và hẹn gặp lại quý anh chị em trong những video tiếp theo.